Những người hâm mộ của các câu lạc bộ thường lạc quan trước mùa giải mới, nhưng với người hâm mộ Manchester United, niềm tin đã chuyển từ việc tranh cãi về danh hiệu sang lo âu trước khó khăn và tháng 10 mới bắt đầu. Sau 12 tháng đầu tương đối khả quan tại sân Old Trafford, huấn luyện viên Erik ten Hag đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi về khả năng đưa câu lạc bộ trở lại vị trí của họ. Ban đầu, vào đầu mùa, siêu máy tính Opta dự đoán Manchester United có 63,2% cơ hội cán đích trong top 4, nhưng hiện tại, sau khi chỉ thu được 9 điểm sau 7 trận đầu tiên ở Premier League, con số đó giảm xuống còn 4%. Thậm chí, theo siêu máy tính, Manchester United có khả năng xếp thứ 9 chung cuộc ở giải đấu. Và điều khó tin hơn, khả năng xuống hạng 0,06%, cao hơn cả cơ hội giành danh hiệu 0,01%. Trong Champions League, Manchester United cũng đang đối mặt với khó khăn, chỉ có 32,9% khả năng đi tiếp sau 2 trận thất bại trước Bayern Munich và Galatasaray. Do đó, từ huấn luyện viên Ten Hag đến các cổ động viên của Manchester United, việc nên tạm thời quên các mục tiêu và triển vọng trong tương lai và tập trung vào việc sửa chữa những điểm yếu hiện tại sẽ là cách tốt nhất. Có 5 điểm quan trọng mà nếu cải thiện, Manchester United vẫn có thể hy vọng. 1. Giúp cầu thủ hồi phục sau chấn thương. Vấn đề quan trọng của Manchester United hiện nay là hậu vệ trái, khi họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người thay thế. Với Luke Shaw, Tayo Malacia và Sergio Reguilon đều vắng mặt, Sofian Amrabat cũng chưa thể thích nghi nhanh. Trung vệ Lisandro Martinez và Rafael Varane chỉ cùng nhau thi đấu 197 phút, còn Wan-Bissaka đã phải nghỉ thi đấu gần một tháng. Mason Mount và Højlund cũng gặp chấn thương. 2. Tái cấu trúc hàng công, tính hiệu suất của hàng công cũng đang là một vấn đề. Cầu thủ hàng tiền vệ và tiền đạo của Manchester United cần phải tạo ra nhiều hơn 4 bàn thắng trong 7 trận đấu đầu tiên của Premier League. 3. Cải thiện tình hình phòng ngự của Manchester United cần phải trở nên vững mạnh hơn. Họ đã thủng lưới 9 bàn trong 7 trận đấu đầu tiên của mùa giải. 4. Xây dựng một tâm hồn đoàn kết, để vượt qua khó khăn, đội hình cần phải có tinh thần đoàn kết mạnh mẽ và tin tưởng vào huấn luyện viên Erik ten Hag. Thực hiện cải cách trong chiến thuật và sơ đồ thi đấu, Manchester United cần phải điều chỉnh chiến thuật và sơ đồ thi đấu để tạo ra sự pha trộn và khó đoán đối với đối thủ. Manchester United đã trải qua một mùa giải đầy khó khăn, đặc biệt là với thủ môn của họ. Họ đã để thua 6 trong tổng số 10 trận thi đấu trên mọi đấu trường, và thủng lưới tới 18 bàn, con số cao nhất trong giai đoạn này của mùa giải kể từ năm 1967. Tuy nhiên, việc đổ lỗi cho Andre Onana là không công bằng. Lỗi chính không nằm ở thủ môn người Cameroon mà là vì sự vắng mặt của David De Gea. Manchester United đã quá phụ thuộc vào những pha cứu bóng xuất sắc của De Gea trong khung thành. Nếu xét về khả năng cản phá các cú sút khó tin, thủ môn người Tây Ban Nha này không có đối thủ. So sánh Onana với De Gea là không hợp lý, vì Onana được chiêu mộ để phục vụ mục tiêu chiến thuật của huấn luyện viên Ten Hag, chứ không phải để thay thế De Gea. Andre Onana đã ra sân trong tất cả 10 trận đấu của Manchester United mùa này và đã đối diện với 50 cú sút trúng đích để thủng lưới 17 bàn, không tính bàn phản lưới nhà. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã để thủng lưới nhiều hơn khoảng 1,2 bàn so với mức mà một thủ môn thường mong đợi. Tuy nhiên, trong 10 trận đầu của mùa giải trước đó, De Gea đã để thủng lưới 17 bàn sau chỉ 43 cú sút trúng đích, nhiều hơn 2,7 bàn so với mức dự kiến. Vậy lỗi không chỉ thuộc về Onana, mà vấn đề quan trọng hơn là sự thiếu bảo vệ tốt từ hàng phòng ngự. Một vấn đề khác đang làm đau đầu Manchester United là phong độ của tiền vệ Casemiro. Mùa trước, sự xuất sắc của anh đã đặt dấu ấn đặc biệt cho câu lạc bộ này, nhưng mùa giải này, Casemiro không thể duy trì sự ổn định. Anh bị rê bóng qua nhiều lần nhất trong đội, mặc dù anh đứng thứ hai về số lần tắc bóng chống phản công. Với vai trò kiểm soát tuyến giữa và đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự, Casemiro đã không thể duy trì phong độ như mùa trước. Tuy nhiên, điểm mạnh của anh vẫn là khả năng tham gia vào tấn công, khi anh ghi nhiều bàn thắng nhất cho Manchester United trong mùa này. Nếu Casemiro không còn tối ưu trong vai trò phòng thủ, có lẽ không nên ép anh phải chịu trách nhiệm đó. Sofian Amrabat, người tràn đầy năng lượng, có thể chơi đúng vị trí sở trường của mình và Casemiro nên được xếp đá cặp cùng anh ta. Tiền vệ này đã cho thấy tài năng của mình tại World Cup 2022 khi anh xếp thứ 3 trong số các tiền vệ về số lần tắc bóng, 16, và dẫn đầu về số lần giành lại quyền kiểm soát bóng, 57. Ở Serie A, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 89,3% của Amrabat rất đáng chú ý vì giải đấu này khá nặng về chiến thuật. Marcus Rashford hiện vẫn chỉ là cái bóng của chính mình. Mùa trước, anh đã ghi 30 bàn sau 56 trận trên mọi đấu trường từ tổng số 167 cú sút. Nhưng mùa giải này, Rashford đã ra sân 9 lần và ghi chỉ một bàn từ 28 cú sút. Tỷ lệ chuyển đổi bàn thắng của anh giảm đáng báo động từ 18% xuống chỉ còn 3,6%. Cần phải chú ý rằng chỉ có Erling Haaland, 32,
thực hiện nhiều hơn 28 cú sút của Rashford ở Premier League, nhưng vấn đề nằm ở sự tự tin của Rashford. Trong số 28 cú sút của anh, 17 lần bị cản phá, nhiều hơn bất kỳ ai khác. So với mùa trước, khi chỉ có 27 trong 108 cú sút của anh bị cản phá, sự tự tin của Rashford hiện đang gặp khó khăn. Rasmus Højlund đã tỏa sáng với cú đúp ghi bàn, nhưng Man United vẫn thất bại. Tuy nhiên, có thể thấy tiềm năng từ cầu thủ này. Manchester United cần xây dựng chiến thuật xung quanh sự sáng tạo của Højlund để nâng cao khả năng cạnh tranh của họ.